Thưa quý vị, phát triển kinh tế xanh là quá trình chuyển đổi mà Việt Nam phải trải qua bảo đảm phát triển kinh tế bền vững, chống chọi với biến đổi khí hậu. Với vai trò đầu tàu kinh tế, trung tâm công nghiệp tài chính của Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đóng vai trò then chốt trong quá trình chuyển đổi này. Kinh tế xanh sẽ tạo động lực phát triển mới của Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, để phát triển nền kinh tế bền vững này thì thành phố vẫn phải có cơ chế đột phá. Đây cũng là một trong những nội dung trong trọng tâm trong dự thảo nghị quyết về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đang được Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 5 đang diễn ra. Không chỉ đối mặt với tình trạng thiếu đơn hàng, dệt may còn hiện gặp sức ép về quy định truy xuất nguồn gốc nguyên phụ liệu trong chuỗi cung ứng, đặc biệt là ở các thị trường lớn như Âu, Mỹ, Nhật. Chính vì thế, doanh nghiệp đã chủ động đổi mới công nghệ, ít tiêu hao năng lượng, ưu tiên sử dụng nguồn nguyên phụ liệu thân thiện với môi trường. Tiết kiệm năng lượng tái tạo, năng lượng nguồn nước và sử dụng các cái năng lượng xanh, sử dụng các cái sản phẩm tái chế, sản phẩm recycle, tạo ra một liên kết chuỗi từ cái vấn đề sản xuất sợi, nhuộm, dệt may, các ngành phụ trợ, ngành thiết bị và công nghệ, nó tạo ra một cái định khép kín. Một loạt những cái yêu cầu về chính sách xanh càng ngày càng lớn, không phải tại thị trường xuất khẩu nữa mà thị trường nội địa. Vì bản thân những FDI khi họ vào Việt Nam, họ đã đưa những sản phẩm trên thị trường Việt Nam đã mang dấu ấn của cái sản phẩm xanh rồi, thì bắt buộc về tính cạnh tranh các doanh nghiệp phải chuyển đổi xanh. Và doanh nghiệp lúc này rất là quan trọng trong cái việc mà quan tâm đến việc giảm thải bằng những cái chất thải và những cái sắc phát thải về CO2. Theo các chuyên gia, quá trình chuyển đổi sang phát triển kinh tế xanh của Thành phố Hồ Chí Minh cần dựa vào các trụ cột như thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo về năng lượng sạch, điện áp mái, kiểm soát khí thải phương tiện giao thông, thu hút nhà đầu tư chiến lược về năng lượng sạch. Kính quý vị, để phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn dựa trên những lĩnh vực lợi thế và tiềm năng của Thành phố Hồ Chí Minh như vừa phân tích, thì rõ ràng bên cạnh hành lang pháp lý thì cần có những cơ chế chính sách vừa thông thoáng nhưng đủ đột phá để hấp dẫn các nhà đầu tư trong nước cũng như nước ngoài. Cái việc mà chúng ta có những cái cơ chế phù hợp cái xu hướng của thế giới là sự cần thiết. Đầu tàu kinh tế, số lượng doanh nghiệp thì chiếm gần hơn 1/3 của cả nước và cái tính năng động sáng tạo rất là lớn. Thì do vậy cho nên là cái việc Thành phố Hồ Chí Minh phải chủ động đưa ra những cái đề án, đưa ra những cái đề xuất và đưa ra những cái định hướng rất là phù hợp cho bản thân mình. Và từ đó tạo đến tính dẫn dắt cho cả một vùng Đông Nam Bộ, thì cái đó tôi nghĩ rất là phù hợp. Đánh giá cao đề xuất của Thành phố Hồ Chí Minh, song chuyên gia cho rằng để mang tính hiệu quả, thành phố cần khai thác thế mạnh ở tất cả các nguồn lực, huy động cả cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư cùng tham gia vào nền kinh tế xanh. Thứ nhất là hỗ trợ khuyến khích về mặt thủ tục hành chính. Thứ hai là hỗ trợ khuyến khích về mặt kinh tế, ví dụ như là các cái khoản cho vay để đầu tư. Cơ chế hỗ trợ khuyến khích của chính quyền thành phố về mặt tạo lập liên kết hỗ trợ từ các cái tổ chức quốc tế. Lúc này đó mình xin cơ chế đặc thù là đặc thù để thành phố có thể chủ động làm những cái công việc đó để tạo lập một cái môi trường đầu tư mà ở đó mọi thành phần kinh tế người ta được khuyến khích để người ta đầu tư vào. Thì lúc đó kết quả đạt được nó mới thật sự là sâu rộng. Rõ ràng để xây dựng và phát triển kinh tế xanh tại Thành phố Hồ Chí Minh cần nguồn lực và quyết tâm rất lớn của tất cả các bên, đặc biệt cần sự phối hợp của các cơ quan ban ngành và các doanh nghiệp, bao gồm cả các doanh nghiệp nhà nước và khu vực tư nhân. Qua đó góp phần thực hiện cam kết của Việt Nam tại COP26 đưa mức phát thải ròng về không vào năm 2050.